Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hôm nay là sinh nhật Donan, con trai của tôi. Người đàn ông bên cạnh là cha của nó, nhưng lại không phải là chồng của tôi. Em. Ủa anh, rồi sao không vô phòng ngủ đi, tự nhiên ngồi đây chi vậy? Hơn 1 giờ rồi mà bây giờ anh mới về hả? Thì tăng ca mà. Tăng ca hoài, ngày nào anh cũng tăng ca hết à. Thì bây giờ đi làm thì phải chịu chứ làm sao. Chứ tháng nào anh cũng chuyển tiền cho em nhiều, sao em không thắc mắc mà cứ tăng ca, em thắc mắc mệt quá. Mà anh, lúc nãy mẹ có gọi cho em hối cái vụ mà có em bé á. Hay là vợ chồng mình vô làm nháy đi. Thôi, cho anh xin đi. Ôi anh mệt lắm luôn á. Anh nói thiệt anh không hiểu em với mẹ nghĩ gì sao á. Làm như có con ấy, đùng ra cái anh tử lớn rồi. Bây giờ hai vợ chồng đang thoải mái sung sướng vậy không chịu đâu. Có con cực lắm, không có như em nghĩ đâu. Trời ơi, bây giờ ví dụ như có anh ở nhà, anh phụ em còn đỡ nha. Rồi có mình em ở nhà với con rồi sao? Này anh nói cho em nghe, anh là anh có rồi. Anh có nghiên cứu rồi, anh tìm hiểu rồi. Em hiểu không? Nó cực lắm, anh là anh lo cho em. Trời ơi, đến lúc đó là tính, chứ bây giờ mẹ hối hoài luôn. Bây anh giờ không tính. Em không phải là anh không thương em, mà thôi bữa nay coi như là cho anh nợ đi nha. Bữa nào anh cảm thấy trong người mà nó hừng hực lên đi, anh trả nợ bù. Bữa nay thiệt sự là anh ăn đỉ luôn á, nửa cái cũng không nổi, đừng nói cái. Trời ơi, anh nợ hoài luôn á, không biết đến khi nào luôn á. Thì ráng cho anh qua cái đợt này đi, tại đang cái mùa tăng ca anh kiếm thêm tiền thì cũng đem về cho em chứ cho ai đâu nha. Vô trong ngủ đi. Trời ơi, anh vô ngủ vậy. Trời ơi, anh ăn đỉ em luôn. Đi, ngủ em mệt lắm rồi. Đi vô ngủ đi, hồi tôi đi tắm tôi còn đi ngủ nữa. Đi, vô ngủ trước đi. Hứa nha. Nhớ trả nợ. Thằng sau rồi á. Biết rồi, trời ơi. Chán thằng ghê. Anh phải giữ kín chuyện này nha. Nói ra là ảnh hưởng thằng Donan nữa đó. Biết là anh vậy, nhưng mà anh còn vợ của anh nữa. Vợ anh nó ghen dữ lắm á. Thì bây giờ trước anh cứ giữ kín chuyện này đi. Tới đâu hay tới đó. Con sốt cao quá Donan ơi. Bây giờ con uống thuốc, mẹ lấy thuốc uống nha. Sao vậy? Sao con không uống? Không uống sao mà hết bệnh được? Bây giờ con muốn gặp ba hả? Để mẹ gọi ba. Alo. Cái gì mà tự nhiên bữa nay gọi giờ này vậy? Anh ơi, bây giờ Donan nó sốt cao dữ lắm. Bây giờ anh qua với mẹ con em được không? Qua giờ này á? Ồ, tại bây giờ nó cần anh. Nó cũng muốn gặp anh, bây giờ có anh nó mới chịu ăn uống nè. Vấn đề là giờ này vợ anh cũng cần anh. Anh mà đi một cái nó giết anh chết. Trời ơi, nhưng mà bây giờ anh vì con đi. Bây giờ anh phải qua đây liền với hai mẹ con em mới được. Nó sốt cao dữ lắm. Em ơi, anh nói nghe nè. Không phải bây giờ em đưa con vô bệnh viện được không? Rồi sáng mai anh ghé chứ. Ôi bây giờ đi kẹt lắm luôn á, 1 giờ mấy khuya rồi. Nè, con kêu ba qua đi, con kêu ba đi. Alo, Donan hả con? Dạ. Ba qua với con, nói ba qua. Qua với con. Thấy chưa, anh nghe chưa, con kêu anh đó. Bây giờ anh qua liền đi. Rồi, ráng chăm con đi rồi, anh để ráng anh qua nha. Dạ. Rồi. Con Donan nè, mẹ thương nha.
cái gì vậy? Để cho anh đi đi, gấp lắm rồi. Gấp cái gì mà gấp? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh nói gấp mà gấp. Anh biết là khuya nhưng mà công ty đang cần mình, anh phải lên đó giải quyết một cái hợp đồng rất là quan trọng. Không có công ty nào điên mà nửa đêm gọi nhân viên đến có chuyện gấp hết trơn á. Em ơi, bây giờ không lên bể hợp đồng nó ai đền? Anh đền. Rồi tiền tháng sau mình sống bằng cái gì? Sống bằng niềm tin hả? Nhưng mà bây giờ là giờ của gia đình. Anh không có thương em đúng không? Em nói chuyện vô lý quá. Anh lên đó là phải một mình anh, còn mấy anh em nữa, còn cả sếp anh nữa. Sếp anh cũng có gia đình, anh em của anh cũng có vợ con mà. Anh nghĩ đi, em không cho anh làm công ty đó nữa. Hết tân ca rồi bây giờ nửa đêm đi, ai mà chấp nhận cho được? Đó đó, ông gọi nữa nè, thấy chưa? Nói chung là anh... Không. Anh nói buông ra cho nên anh gấp lắm rồi. Buông ra. Không. Trời ơi. Sao mà lâu quá vậy ta? Em. Ủa anh. Buông Luna đâu? Thằng Luna nó mệt quá, em đưa nó vô phòng nghỉ rồi. Mà sao nó bị sốt vậy? Hồi chiều giờ nó chơi bình thường à, mà tự nhiên tối chuẩn bị ngủ cái nó sốt nóng rang người lên hết vậy đó. Mà em cho con ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa? Nó đâu có chịu ăn uống gì đâu. Em mới kêu anh qua nè. Thôi được rồi, để anh vô với con. Dạ. Anh Khoa, chuyện gấp mà anh nói nè hả? Sao em có mặt ở đây vậy? Sao tôi có mặt ở đây? Để chứng kiến nhân tình, rồi còn con riêng của anh nữa. Tôi không ngờ anh đối xử với tôi như vậy luôn á. À, đây là lý do mà anh từ chối tôi đúng không? Hẹn đi hẹn lại mấy lần. Chết chị, không cho anh trả bà nữa luôn. Trời ơi, sao em ác vậy? Từ lúc 5 tuổi nó đã bị trầm cảm rồi. Đi học thì bị bạn bè chọc ghẹo. Nó thiếu thốn tình cảm lắm. Em tìm đủ mọi cách nhưng mà không biết làm thế nào. Lúc em mang bầu nó, cha nó bỏ đi. Em đâu có biết cách nào khác để giải quyết đâu. Em ráng em giữ nó tới bây giờ. Mà bây giờ lớn lên thì không có cha bên cạnh. Đi đâu về cũng đuổi tuổi chỉ có một mình mẹ thôi. Em thêm có lỗi với nó lắm. Là chị hiểu giùm em. Em không biết làm cách nào khác ngoài việc kêu anh Khoa giả làm ba của nó. Nó cần tình cảm. Nó thiếu thốn tình cảm lắm chị. Nó là con nít mà. Nó vô tội. Có trách gì chị trách em rồi có trách nó với chị. Chị cũng là phụ nữ. Mặc dù chị chưa có em bé, nhưng mà chị tin chắc rằng tất cả phụ nữ trên thế gian này, nếu mà rơi vào tình cảnh như em, thì người đó chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ lúc nào cũng phải trông sống trong giả dối như nó. Em lừa dối chính con của mình em cũng đau lắm. Vậy em muốn anh thực hiện vai diễn này tới bao giờ? Sau này nếu Luna nó trưởng thành, nó biết tất cả sự thật, nó có hờn trách oán trách gì em cũng chịu hết. Em chấp nhận hết. Em sẽ chấp nhận hết.